Phật con ngồi trên xe lăn. Dù bệnh tật mang trong người nhưng lòng quyết không ngừng đến thăm cốc tu của thầy là mãn nguyện trong đời. A Di Đà Phật xin thầy cứu độ mang an lành cho chúng con vượt qua bao nỗi đau. A Di Đà Phật lòng con nguyện cầu xin thầy ban phước lành. Dù bao gian khó vây quanh, chúng con quyết đến bên thầy, nương nhờ ánh sáng từ bi. Ngày ngày khấn nguyện trong lòng, những cơn đau dần tan. Thầy là ánh sáng dẫn đường cho con tìm về bên bờ an vui. A Di Đà Phật, thầy ơi thương xót, xin mở rộng vòng tay. Để chờ những linh hồn bơ vơ. A Di Đà Phật, lòng con nguyện cầu, xin thầy ban phước lành. Dù bao gian khó vây quanh, chúng con quyết tên bên thầy, nương nhờ ánh sáng từ bi. Mỗi bước đi về cốc tu, là mỗi bước gần thêm với Phật. Gần với thầy trong lòng con an yên mãi mãi. Mỗi bước đi về cốc tu là mỗi bước gần thêm gần với Phật, gần với thầy trong lòng con an yên mãi mãi. A Di Đà Phật lòng con nguyện cầu xin thầy ban phước lành. Dù bao gian khó vây quanh, chúng con quyết đến bên thầy, nương nhờ ánh sáng từ bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.
mỗi bước gần thêm gần với phần gần với thầy, trong lòng con an yên mãi mãi. A Di Đà Phật, lòng con nguyện cầu xin thầy ban phước lành, dù bao gian khó vây quanh chúng con quyết đến bên thầy nương nhờ ánh sáng từ bi. Nam mô